Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình. Thì vừa rồi là cái đợt nghỉ lễ cũng mấy ngày ha, cho nên hôm nay thôi mình quay lại mình review sơ qua thị trường để mai tiếp tục nghỉ thêm một ngày rồi thứ năm nay là thứ 30 tháng 4 ha, là thứ ba chứ, mai thứ tư rồi thứ năm chúng ta sẽ giao dịch lại 5, 6, 7, giao dịch 3 ngày. Thì vừa rồi thì mọi người cứ thấy là thị trường, khi mà thị trường nó có được sụt giảm ha, thì những cái cổ phiếu mà nó chạy đầu tiên á, tức là chạy từ cái hồi tháng 11 hoặc là chậm lắm là cái đầu tháng cuối tháng 2 nó đã chạy rồi. Tức là trong 2 tháng đó thì cổ phiếu nó tăng hơn một đoạn khá là nhiều. Cho nên là đối với một số cổ phiếu á, là nếu các bạn mua sớm hoặc là nó vào sóng sớm á, tức là trước tháng 2 thì tới bây giờ tới tháng 4, tháng 5 rồi thì chúng ta sẽ có một khoản lãi khá là lớn. Nó rất là phù hợp với cái phương pháp của mình ha. Cho nên là mình nhắc lại một lần nữa là những cái cổ phiếu nào mà các bạn mua sâu á, tăng sâu, ví dụ như bất động sản hoặc là thép tăng sâu á, thì các bạn đừng nghĩ là nó đã vào sóng liền đâu. Tại vì những cái cổ phiếu trước đó nó đã chưa có chạy hoặc là chưa phân phối á, thì những cái cổ phiếu đi sâu khi mà thị trường có một cái nhịp chỉnh hoặc là rũ bỏ mạnh á, thì những cổ phiếu đó là những cổ phiếu giảm giá. Các bạn quay lại với cổ phiếu gọi là cổ phiếu vua ha, cổ phiếu vua đích nè, các bạn thấy không, nó tăng, tạo đáy tăng trong cái lúc mà thị trường nó giảm điểm mà nó vẫn tăng. Thì bạn thấy nó tăng thốc lên khoảng 30%, sau đó nó lại giảm đúng 30%. Đó, các bạn thấy là cuộc đời thật là éo le đúng không? Đó. Cho nên là mọi người đó, là cho dù các bạn mua ở đây ha, thì lên đây 30% thì nó lại về lại đúng 30% ngay cái điểm mua của các bạn, gọi là hòa vốn. Thì như vậy là các bạn mua sai, các bạn có quản trị không? Các bạn mua ở trên này đúng không? Các bạn kỳ vọng nó tăng lên nữa, ai ngờ nó không tăng là nó sụp. Đó, đó là cái cách mà chúng ta là quản trị vốn và đi vốn cho nó phù hợp. Thứ nhất là chúng ta không nên mua những cái cổ phiếu mà đã tích lũy như vậy và nó tăng sâu đó, khi mà thị trường lên ở cái vùng rủi ro này. Cho dù các bạn mua trễ đi ha, lên đây các bạn có lãi. Tuy nhiên khi mà nó đã vi phạm cái ngưỡng của các bạn rồi, các bạn phải một là chốt lãi trong ngắn hạn, hai là cắt lỗ thật nhanh để chúng ta bảo toàn toàn vốn. Còn đối với những cái bạn mà mua những cái cổ phiếu mà đã tăng ở giai đoạn trước, thì mình đánh giá là tới thời điểm này thị trường, cho dù nó khi mà nó đã tăng rồi, khi thị trường bắt đầu điều chỉnh đúng không, thì những cái cổ phiếu mà tăng trước như vậy là nó đã tích lũy và điều chỉnh rồi. Khi mà thị trường chỉ cần thị trường không rơi nữa, thuận lợi là nó tăng lại hầu hết các cổ phiếu luôn, mà đa phần các cổ phiếu trên nền cao. Đối với cổ phiếu này á, mà mình quay lại FLT nha, đối với cổ phiếu này các bạn mua nè, thứ nhất là mua sớm nè, nó vào sóng. Còn mình đi xa hơn nữa là các bạn mua những cái cổ phiếu mà nó vào sóng sớm hơn nữa, là ví dụ như đây, cái cổ phiếu này nó vào sóng từ hồi đợt tháng 11, tạo đáy xong là đợt tháng 11 ha, tháng 12 là các bạn mua trễ nhất là tháng 12, thì tới hiện tại các bạn là bạn đang có lãi đúng không? Đó, tháng 12 tới giờ là khoảng 45%, 50% rồi. À, định điểm là 70%. Thì mình đánh giá là chúng ta phải mua sớm ở chân sóng, cũng đối với y chang cái giai đoạn hiện tại luôn. Đó. Thị trường, giả sử thị trường có tạo đáy ở đây đi ngang nữa, thì chúng ta sẽ mua những cổ phiếu mà nó cũng tạo xu hướng đi ngang hoặc là tạo đáy. Ví dụ mình quay lại cổ phiếu GMD. Giả sử nó có nhiều vùng giá mua trên này có thể là rủi ro, tuy nhiên đối với những cái cổ phiếu mạnh thì mình đánh giá là nó là phù hợp. Tại vì cái nguyên tắc của mình đưa ra là mua phải mua sớm, mua ngay nền và có điểm mua. Thứ hai là giải ngân, phân bổ tỷ trọng. Đối với những cổ phiếu trên cao thì các bạn mua ít ha, còn đối với những cổ phiếu mà ví dụ nó tạo đáy như vậy, cho dù các bạn mua sai, mua đây mà nó về tới đây á, các bạn có thể cắt lỗ ha. Tại vì
nó mà không thủng qua cái vùng này hoặc là nó dao động ở vùng này, nó đi ngang tích lũy ở vùng này và sau đó tiếp tục tăng lại, thì mình giải ngân ví dụ 30% ở đây cho cái cổ phiếu này, 100 triệu 30 triệu ở đây, tiếp tục nó xác nhận đi lên rồi mua tiếp, mua full. Đó là cái nguyên tắc đi vốn ha. Còn đối với những cổ phiếu mà chúng ta mà mua sai thì chúng ta phải cắt. Ví dụ các bạn mua đây kỳ vọng tăng lên nhưng mà lỡ may nó rớt xuống thì sao thì phải cắt, hoặc là mình quay lại cái cổ phiếu bất động sản. Nhiều bạn đây mua ở đây đúng không, nếu mà sai về vùng này cắt liền, hàng về cắt ngay, đừng có để, đừng có gọi là ngâm, đừng có nghĩ là các bạn ví dụ như ở giai đoạn thời điểm này đúng không, những cổ phiếu đích sell rồi bắt đầu nó đi lên nhưng mà cổ phiếu này nó yếu quá nó không đi lên được, các bạn kỳ vọng nó đi lên tăng theo, thì đây chính là minh chứng rõ nhất dành cho những người mà gọi là ngoan cố chấp, mua không dám cắt. Ok, đồng ý không dám cắt được, nhưng mà khi mà nó đã ở đây rồi tiếp tục phải mua vô, mua để mà mình hạ cái mua gọi là giá vốn xuống và giảm cái thiệt hại bằng cách lướt từ không thôi. Nhưng mà cái phương pháp này mình giá là rủi ro thôi, nhưng mình tức là những cái cổ phiếu mà nó đã ở một nền hoặc là nó chưa đi lên như thế này mua rất là rủi ro. Ví dụ bên đây thì mình thấy là ở cái vùng giá này đúng không, và mua ở đây lên này không như kỳ vọng nó cũng lại rơi lại, có nghĩa là ví dụ mình xác định mua là mua một nền đúng không, nhưng mà khi mà nó tăng lên nè rồi không ai thị trường điều chỉnh nó cũng sẽ điều chỉnh đó. Vậy ở đây ví dụ như nó bằng giá vốn hoặc là không quá lỗ thì các bạn vẫn có thể giữ được, nhưng mà đối với là tỷ trọng vừa phải, tại vì khi mà lên này nó chưa xác nhận đúng không, hoặc lên này còn mua thì phải hạ quy mô xuống đó, đó là cái nguyên tắc, không các bạn không tồn tại được trên thị trường này đâu, đừng có ngoan cố chấp. Còn đối với những cái cổ phiếu như ngành chứng khoán nó đang ở cái vùng đỉnh thời đại của nó nè, test đỉnh nè, nói chung là thị trường này nó rất là khốc liệt và nó không như mong chúng ta nghĩ đâu. Đây những cổ phiếu mà điểm mua gần nhất đây, còn không điểm mua là ở dưới đây. Đó. Trên nguyên tắc là mình có phương pháp rồi nhưng mà vẫn là phải tôn trọng thị trường và có cái nguyên tắc đi vốn. Còn không ta phải đánh từ đầu sóng giống như cổ phiếu Nam Từ Liêm. Hoặc là những cái cổ phiếu như CTD nè. Hiện tại nó đang tạo đáy nó y chang luôn. Nó không thủng vùng này thì nó dao động vùng này, các bạn có thể thăm dò ha. Đó là nguyên tắc mua những cổ phiếu ở chân sóng. Đây tiếp tục mình đi tìm những cổ phiếu mạnh nè. Ví dụ như thị trường tích cực tăng lên. Đó, thị trường tiêu cực nó điều chỉnh. Các bạn mua, cho dù bạn mua đây ha, có lãi lên bằng chốt và đây nó lại về hòa giá vốn. Thì các bạn mua ở vùng này. Các bạn mua ở vùng này vùng cao 27-28 các bạn. Thấy nó tăng các bạn đu vô mua. Nhưng mà về đây các bạn có dám mua không? Không. Các bạn thấy nó giảm, khối lượng nhỏ các bạn không dám mua. Thì chúng ta đâu nhắc quán với phương pháp đâu. Ngay cả đây cũng được. Tăng lên các bạn đu vô không? Tại sao cái vùng này đó nó dao động khối lượng nhỏ nè. Thị trường giảm nó có giảm nữa đâu. Đó. Cho nên là người phải tuân thủ phương pháp của mình và có tính nhất quán. Đó là cái video hôm nay mình chia sẻ ha. Rồi tiếp tục video hôm sau mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa về những cái cách thức nhận diện cổ phiếu mạnh ha. Hôm nay là mình chia sẻ cái tư duy và phương pháp thôi. Rồi cảm ơn mọi người.